Ngày vía thần tài, đừng mua vàng, cứ mua ba thứ này để cả năm tiền bạc tự nhiên ùn ùn kéo đến. Xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, việc mua vàng để lấy may vào ngày vía thần tài đã trở thành một tập tục truyền thống trong nền văn hóa của người Việt Nam. Nhiều người thường cho rằng việc mua vàng vào ngày này sẽ giúp cho họ có được công danh may mắn trong cả năm. Đường công danh hanh thông, việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, tài lộc cứ vậy mà ùn ùn kéo đến. Quan niệm này không sai, nhưng thực tế thì không phải bất kỳ ai cũng có điều kiện đến mua vàng vào ngày vía thần tài. Các bậc thầy phong thủy cho rằng không phải nhất thiết cứ vào ngày vía thần tài thì phải mua vàng mới có được may mắn. Đôi khi bạn chỉ cần thành tâm và chuẩn bị những thứ đơn giản cũng đã đủ để chiêu dụ quý nhân, thu hút thần tài đến với gia đình của mình. Ngay sau đây xin mời tất cả quý vị cùng với Phong thủy Gia Cát chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Ngày vía thần tài không cần mua vàng, hãy mua ba thứ này đảm bảo cả năm đại phát tài lộc. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguồn gốc của tục thờ thần tài. Nguồn gốc của tục thờ thần tài. Theo tiến sĩ Đinh Đức Tiến, khoa lịch sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thì có ít nhất hai câu chuyện được dân gian lưu truyền lại về nguồn gốc của tục thờ cúng thần tài vào ngày vía thần tài. Một câu chuyện, theo truyền thuyết xưa, thần tài là vị thần sống trên trời. Trong một lần xuống hạ giới do uống rượu say, đầu va vào đá nên không còn nhớ mình là ai. Tượng thần tài thường được để ở nơi có nhiều bụi bởi theo quan niệm dân gian, chính bụi bặm sẽ đem lại tiền tài. Trong quá trình lưu lạc dưới nhân gian, quần áo thần tài mặc trên người bị người dân đem đi bán. May thay, khi thần tài đang đi lang thang ăn xin thì được một cửa hàng bán gà, vịt mời thần tài ăn. Từ đó cửa hàng này đông nghịt khách hàng. Được một thời gian thì người bán hàng thấy thần tài chẳng làm gì mà suốt ngày được ăn uống ngon, lại toàn dùng tay để ăn bốc, người thì lại bốc mùi. Nghĩ thần tài sẽ làm cho khách sợ, không dám đến ăn và hao phí đồ ăn cho người ăn mày, cho nên người bán hàng mới đuổi thần tài đi. Quán đối diện thấy vậy liền mời thần tài vào ăn, và kỳ lạ thay, mọi người lại kéo sang hết quán bên này để ăn. Người dân khu vực đó thấy thần tài không có quần áo mặc cho nên dẫn đi mua. May mắn thay, thần tài tìm lại được đúng quần áo của mình. Sau khi mặc được quần áo mũ nón, thần tài lại nhớ lại mọi chuyện và bay về trời. Mọi người coi thần tài như là báu vật và lập bàn thờ tôn thờ từ đó. Theo một điển tích của Trung Quốc được ghi chép trong Sư Thần Ký, có người lái buôn tên là Âu Minh đi qua Hồ Thanh Thảo, được thủy thần cho một người hầu tên là Như Nguyệt. Sau khi Như Nguyệt về nhà được vài năm thì Âu Minh ăn nên làm ra và trở nên giàu có. Một hôm vào ngày mùng 1 Tết, không biết vì lý do gì mà Âu Minh đánh Như Nguyệt, cô sợ quá chui vào đống rác ở góc nhà. Vợ Âu Minh không để ý cho nên vô tình quét nhà, hót luôn cả đống rác có Như Nguyệt đang ở bên trong đổ đi. Từ đó về sau, nhà Âu Minh lại nghèo. Người ta đồn rằng Như Nguyệt chính là thần tài và lập bàn thờ để thờ. Nhưng dù theo tích nào thì ngày thờ cúng thần tài đều thống nhất là vào ngày mùng 10 Tết, ngày thần tài bay về trời với cầu mong cả năm sung túc, tiền tài đầy nhà. Vậy chúng ta có nên mua vàng vào ngày vía thần tài? Ngày lễ thần tài tại Việt Nam được du nhập từ Trung Quốc, thần tài là một trong những vị thần nổi tiếng của tín ngưỡng phương Đông, chuyên quản tài phúc, phúc quý, mang lại tài lộc sung túc và may mắn. Do đó, ngày vía thần tài là một trong những dịp quan trọng nhất để cầu tài lộc sung túc và may mắn, nhất là đối với gia đình làm ăn kinh doanh. Câu hỏi có nên mua vàng vào ngày thần tài hay không là băn khoăn của nhiều người. Trước ngày vía thần tài, mùng 10 tháng giêng, người ta lũ lượt đổ ra đường, xếp hàng từ 3-4 giờ, bất chấp mưa rét, con nhỏ bồng bế trên tay, trầu trực nhằm mua cho được một vài chỉ vàng trong ngày thần tài, nhằm cầu mong may mắn tài lộc cả năm. Tâm lý đám đông đã khiến cho nhiều người hiểu ngay ngày thần tài là gì, vẫn lao vào xếp hàng nhằm mua cho được chút vàng cầu may. Về vấn đề này, nhiều chuyên gia phong thủy thừa nhận thực tế chẳng có tài liệu nào cho thấy thông tin rõ ràng về ngày thần tài, cũng như không có căn cứ nào để chắc chắn mua vàng vào ngày vía thần tài là may mắn phát tài. Đây cũng không phải là kinh nghiệm dân gian hay phong tục của người Việt. Việc xếp hàng chen chúc đi mua vàng vào ngày thần tài mới khởi phát vào vài năm gần đây và được các công ty kinh doanh vàng bạc, cửa hàng buôn bán vàng đẩy lên thu hút sự chú ý của người dân. Cộng hưởng với tâm lý ham giàu sang cầu cúng, xin xỏ tài lộc, tâm lý đám đông mà mỗi năm dòng người xếp hàng càng ngày càng dài, từ mờ sáng đến đêm khuya
trước cửa hiệu vàng chỉ cốt mua được vàng trong ngày thần tài. Thậm chí có chuyên gia kinh tế nói thẳng có tiền chẳng dại gì mà đi mua vàng vào ngày vía thần tài. Trao đổi về vấn đề này, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ cho hay, trong sách của đạo giáo có nguyên một trang viết về ngày thần tài và cũng không nói nhất thiết cứ phải đi mua vàng trong ngày này mới mang lại sự may mắn. Tùy theo quan điểm của từng người, nếu coi món đồ nào là giá trị thì mua món đồ đó để đổi lại sự an tâm, coi như mang sự may mắn vào trong nhà dịp năm mới. Nếu vẫn chọn vàng với mục đích tích trữ, theo các chuyên gia, khi đi mua vàng vào ngày vía thần tài, người dân nên chọn cửa hàng vàng có uy tín, đảm bảo chất lượng. Nên mua loại nhẫn tròn trơn 0,5-2 chỉ loại ép vì để thuận tiện sau này đi bán sẽ không mất giá. Nếu mua vàng miếng thì cần phải có số seri, kiểm tra tuổi của vàng cũng như hóa đơn chứng từ để tránh mua phải vàng dởm. Như vậy, có thể khẳng định rằng việc mua vàng vào ngày thần tài không phải là điều bắt buộc mà chỉ góp phần làm tăng thêm sự may mắn cũng như yên tâm cho gia chủ. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện mua vàng vào ngày này, bạn cũng không cần phải quá lo lắng bởi bạn có thể mua những vật phẩm dưới đây để tăng thêm sự may mắn trong ngày vía thần tài. Trong ngày vía thần tài, ngoài việc mua vàng lấy may, gia chủ có thể mua một nén bạc hoặc đơn giản hơn là mua trang sức bằng kim loại. Một cách khác để lấy may mắn trong ngày này đó là mua món đồ mà mình thích, có thể là váy đẹp hoặc là một đồ vật hữu ích trong gia đình. Một chiếc vé số để thử vận may. Vào ngày này, mọi người cũng có thể mua về nhà một số vật phẩm phong thủy để lấy may như tượng Phật Di Lặc, cốc ba chân, tượng thần tài. Chú ý, ngày thần tài khi đi mua đồ, bạn không nên mặc cả giá để gia đình may mắn hơn. Quý vị thân mến, trong tất cả mọi chuyện có liên quan đến tâm linh như thờ cúng, người dân Việt Nam đều hết sức cẩn thận để tránh không phạm phải những sai lầm đáng tiếc. Đối với việc thờ cúng thần tài cũng không phải là ngoại lệ. Các gia chủ cần phải chú ý đến cách bài trí bàn thờ sao cho thuận phong thủy, đúng nguyên tắc thì vận khí mới được hanh thông, công danh sự nghiệp cũng theo đó mà suôn sẻ gấp bội phần. Ngay sau đây thì Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ trong phần tiếp theo của video này. Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi cách bài trí bàn thờ thần tài. Đầu tiên, các gia chủ cần phải nắm rõ về cách chuẩn bị bàn thờ thần tài. Khi bày biện bàn thờ thần tài, cần phải lưu ý những thứ không thể thiếu như sau. Tượng ông thần tài đặt bên trái, tượng ông thổ địa đặt bên phải, một bát hương đặt ở giữa, một lọ hoa đặt bên tay phải, hoa cũng nên là hoa cúc, hoa đồng tiền hoặc hoa hồng. Đĩa hoa quả tươi đặt bên phải. Ngày cúng thần tài, hàng tháng thì cần phải chuẩn bị 5 loại trái cây khác nhau, chén nước, đèn hoặc nến, đĩa bày đồ lễ. Bàn thờ thần tài đặt ở vị trí sáng sủa, có ánh sáng tự nhiên là tốt nhất. Nếu bàn thờ tối thì có thể thắp thêm đèn cho sáng, bên cạnh bàn thờ để thêm những linh khí tốt, có thể đặt một chậu cây trồng trên đất xanh tốt quanh năm. Khi thờ cúng thần tài, các gia chủ cần phải lưu ý không phạm phải một số sai lầm dưới đây để tránh hao tài tán lộc. 1. Lỗi chọn hoa quả cúng thần tài. Để tiện cho việc thắp hương, nhiều nhà chọn bày hoa quả và hoa quả giả song song với hoa quả thật trên bàn thờ. Cốt lõi là để hoa quả giả bày quanh năm, tuy nhiên theo chuyên gia phong thủy, việc này là hoàn toàn sai lầm. Riêng hoa cúng thần tài không nên dùng hoa giả, cần phải mua hoa tươi, có nụ, có hương thơm càng tốt. Quả cũng không nên dùng quả nhựa, quả nhân tạo mà không ăn được. Nên cúng thần tài bằng quả tươi ngon. Khi đã thắp nhang, hoa quả nên dẹp xuống, không nên để qua ngày tiếp theo. Sử dụng đèn nhấp nháy. Không sử dụng đèn nhấp nháy trên bàn thờ thần tài vì chúng tạo ra trường khí xấu, ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ. Nên sử dụng đèn dầu hoặc nến để thắp ở bàn thờ thần tài là tốt nhất. Ngoài ra bạn cần phải chú ý, không nên để đèn bàn thờ bị tắt. Ngọn đèn trên bàn thờ được ví như là một ngọn hải đăng dẫn lối các vị thần giáng trần. Vì vậy, trong quá trình thắp hương, không được để bàn thờ bị tắt hay quên không thắp đèn cho bàn thờ. Vậy đâu là cách bài trí bàn thờ thần tài đúng chuẩn nhất? 1. Vị trí đặt ông thần tài bên trái hay bên phải? Ông thần tài đặt ở vị trí trái hay phải? Theo quan niệm dân gian, thần tài là biểu tượng cho tài lộc và may mắn. Vị thần này chịu trách nhiệm cai quản tiền vàng, châu báu trong dân gian. Vị trí thích hợp nhất để đặt thần tài ở góc nhà, chứ không phải là đặt cùng bàn thờ với ông công hay gia tiên. 2. Cần chuẩn bị những gì cho việc bốc bát hương thần tài? Trong cách bài trí bàn thờ thần tài thổ địa thì bát hương là vật dụng không thể thiếu trên bàn thờ thần tài. Bát hương được đặt ở vị trí trang trọng như trung tâm bàn thờ. Việc thay và bốc bát hương phải đảm bảo các thủ tục nhất định.
Theo phong tục dân gian, gia chủ nên chọn loại nến thơm có mùi hương dễ chịu, an toàn để bài trí, tăng thêm sự đẹp mắt dễ chịu cho không gian. Lọ hoa. Theo nguyên tắc, lọ hoa được đặt ở bên phải, người ta thường sử dụng hoa cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền để dâng lên các ngài. Trái cây. Trái cây bài trí bàn thờ quy định phải được đặt ở bên trái. Theo phong tục tập quán của người Việt, khi trưng bày bàn thờ, người ta dùng mâm ngũ quả từ các loại trái cây tươi ngon, đẹp mắt với kích thước và màu sắc khác nhau để tăng thêm tính thẩm mỹ. Ông cóc thiềm thừ. Ông cóc thiềm thừ thường được đặt ở vị trí cạnh mâm ngũ quả, tuy nhiên gia chủ cần phải lưu ý buổi sáng nên quay cóc ra hướng phía cửa. Còn khi trở về nhà thì quay hướng cóc vào trong nhà. Điều này mang ý nghĩa phong thủy rất tốt, không nhả tiền sẽ mang lại tài lộc và tiền tài đến cho gia chủ. 3. Nên đặt bàn thờ thần tài ở hướng nào cho đúng phong thủy? Cung quý nhân. Theo quan niệm dân gian, quý nhân Thiên Ất là vị thần thiêng liêng chí tôn đứng đầu trong các thần. Những người được quý nhân phù hộ nhất định sẽ luôn gặp chuyện lành, tính tình thông minh, nhanh nhẹn, dung mạo đẹp đẽ. Quý nhân là cung tốt, vì vậy có thể dễ dàng chọn cách sắp xếp bàn thờ thần tài, đặt như cửa chính, cửa phụ, bàn thờ hay phòng ngủ. Tuy nhiên, để tỏ lòng thành tuyệt đối, không đặt cung này ở trong phòng tắm hay nhà vệ sinh hay là phòng ngủ vợ chồng. Điều này sẽ gây họa, khiến cho các thành viên trong gia đình gặp điểm không tốt. Cung thiên lộc. Trong ngũ hành, cung thiên lộc là vị trí đẹp để đặt tượng thần tài, giúp tăng vận khí. Nó là một trong những cung đại cát mang lại may mắn tiền bạc cho gia chủ. Nó không chỉ giúp các thành viên trong gia đình thăng quan tiến chức, thành công trong sự nghiệp mà còn thông minh sáng láng và có sức khỏe tốt. 4. Những lưu ý trong cách bài trí bàn thờ thần tài cần có những gì? Bàn thờ thần tài phải hướng về phía cửa lớn. Trong cách bài trí bàn thờ thần tài, nên đặt bàn thờ đặt ở cửa chính, hướng ra vị trí quan khách ra vào. Tuy nhiên, do đặc tính khu vực này thường xuyên có người qua lại, tập trung nhiều ánh mắt tò mò của người bên ngoài. Vì vậy, gia chủ nên chú ý đến cách bố trí các phòng trong nhà theo phong thủy và đặt bàn thờ cạnh chậu cây cảnh hay tủ kệ để che bớt sự hiếu kỳ của người ngoài. Không thờ ghép chung với tượng Quan Âm. Quan Âm là đại diện cho sự lương thiện và tốt lành trong Phật giáo, trong khi các thần tài quan đế là các anh hùng dân gian, chuyên trừ kẻ xấu, tà ma, hung ác. Vì vậy, đặt tượng Quan Âm chung với bàn thờ thần tài là điều không thỏa đáng. Bên cạnh đó, gia chủ thường xuyên thắp hương vào buổi chiều hàng ngày. Đây là nghi thức thỉnh thần về ngự trên bàn thờ phù hộ cho gia đình. Ngày vía thần tài vô cùng quan trọng với doanh nhân, thương nhân. Đây không chỉ là ngày cảm ơn thần tài đã phù hộ cho cả một năm, mà còn mong đổi vía, lấy vía thần tài để phù hộ cho gia chủ một năm mới làm ăn sung túc. Vậy ý nghĩa ngày vía thần tài là gì? Vào ngày mùng 10 Tết, ngày vía thần tài, mọi người thường đi mua vàng để cầu gặp nhiều phúc lộc sung túc trong suốt cả một năm. Mua vàng là hình thức tâm đức, là cốt lõi. Ngày nay việc mua vàng ngày vía thần tài còn mang ý nghĩa tâm linh rất lớn đối với những người làm ăn, buôn bán. Thậm chí có nhiều người còn coi đây là dịp mua vàng quan trọng nhất năm, không thể bỏ qua để cầu may mắn tài lộc. Cũng bởi vì thế, cho nên mới có trường hợp nhiều người tích tiền cả năm chỉ để mua vàng vào ngày vía thần tài. Tuy nhiên không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, việc mua vàng đầu năm cũng được coi là một hình thức tiết kiệm của người Việt Nam. Trong tâm lý, thói quen của người Việt, vàng vẫn được coi là kênh đầu tư và giữ tiền quan trọng nhất. Hầu như trong mỗi gia đình, được coi là đủ điều kiện thì đều có một vài chỉ vàng dắt lưng để phòng khi cần phải chi tiêu. Bên cạnh đó, với nhiều người, mua vàng đầu năm nhằm tiết kiệm, tránh lãng phí sau thời điểm ăn Tết, chi tiêu thả ga. Quý vị thân mến, vậy là trong chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy Gia Cát đã làm rõ những thắc mắc của rất nhiều người cần có phải mua vàng vào ngày vía thần tài hay không. Và hy vọng rằng thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ sẽ hữu ích cho tất cả quý vị. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau. Và trước khi rời đi thì quý vị cũng đừng quên đăng ký theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát và nhấn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo và đón xem chương trình mỗi ngày quý vị nhé. Xin mến chào!